anh em. Hôm nay mình sẽ ráp luôn cái bơm 60 này nha anh em. Mình ráp để mình bán lâu rồi, mình để cũng lâu rồi. Thì bơm này thì còn đẹp lắm nha anh em. Đây, mặt trà nó đây. Mình trà là vẫn là gửi hết trơn này nha anh em. Đó. Anh em coi nè. Tìm không? Đây, dính bụi hồi mình rửa lại cái nữa mình mới ráp nha anh em. Đây. Năng lượng hết nha anh em. Đây, hai cái đúp đây, vậy áp vô không biết sao mà chạy không mạnh nha anh em. Đó. Đây. Cái đúp B này, đúp B tới nè anh em. Cái camera mình nó mờ quá. Đạn. Bơm nhồi cũng còn đẹp lắm nha anh em. Bơm nhồi đây. Nói chung đồ thì còn ok hết. Thì mình sẽ ráp lại nha anh em. Bơm này thì chắc để mình gắn máy quay, mình quay rồi mình ráp cho anh em xem luôn. Anh em lâu rồi mình cũng không có ráp lại cái bơm này nữa nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ ráp lại chắc cũng ở 7-8 năm gì mình không có đụng tới bơm 60 nha anh em. Cũng lâu rồi đó. Thì mình để khâu canh đồ vô rồi nè anh em, xin bọng đồ vô hết. Thì tới cái bơm nhồi nè anh em. Cái này ta mọi thì mình thường thường ráp mình để vậy không nghe anh em. Có mấy cái dòng xin nhớt ngay đầu này nè, không biết anh em thấy không à. Có mình quay à nó hơi khó nha anh em. Thì anh em cứ để canh ngay là anh em bật vô thôi. Tầm cốt lắc lắc là nó vô đó anh em. Rồi anh em lấy ốc dặn lại. Lâu lắm mình không ráp, có sai sót gì thì anh em cũng thông cảm nha anh em. Ra lâu lắm rồi mình không có ráp lại mấy cái bơm đó, bơm 60 này là bơm 70 mà hôm qua hồi nó tụt lúc luôn à. Rồi thì xong bên đó thì mình cũng quay về nghe anh em. Anh em thấy không nữa cũng tường đói thì anh em sẽ rửa sạch sẽ rồi nha anh em, để mình rửa lại lần cũng được, anh em thông cảm đi, cả mình chưa rửa sạch kỹ lắm. Thì nãy giờ mình không biết có quay được không nữa mà sao đó, đèn tắt hu rồi. Bây giờ thì mình làm tiếp nha anh em, để trái motor rồi trái cái motor rồi cái bơm ở trên anh em đó. Bây giờ thì tới cái mặt trà nha anh em. Đây là hai cái mặt trà thì 60-70 gì cũng giống nhau nha anh em. Cái mặt trà mà có cái gánh măng cá trên đây nè anh em là của trái bơm, còn cái ở dưới đây là không có, là trái của motor nha anh em. Thì cái trái bơm á thì anh em để phía trên nha anh em. Đây đây nè anh em, trái thì ở trên, cái motor thì dưới. Nãy giờ mình quên nhớt nha, để mình ăn chút nhớt này nè. Khô. Giờ mình sẽ làm tiếp nha anh em. Thì mình rửa mấy cái mặt trà rồi mình để vô nha nè. Cái mặt ở đây mà thì cái trên nữa là cái miếng mặt trà của cái bơm, nó có rảnh cái mang này ngay đầu ngón tay cái mình nè anh em. Để phía trên này nè.
còn cái dưới thì nó không có để gì hết, nó giống nhau. Anh em nhìn kỹ kỹ là mới thấy nó khác nha anh em. Rồi mình sẽ để vô rồi mình thay chút nhất mình gắp luôn nha anh em. Chiều tối rồi. Rồi giờ mình để vô luôn nha anh em. Vậy mấy ngóc trước tại vì mấy con này nó hết mấy ngóc này chứ đi. Làm lại cái mấy cái bơm này lập chụp anh em ơi. Con máu nó ghê dạng kìa. Cơ già. Chịu bà hai quá đi chợ quá chỗ quá bà qua hai. Hai nào? Hỏi bà cậu này không biết gì chứ. Hai nào? Chỗ đâu? Dừng video ở đây, chút mình xiết mấy ngóc này lại nha anh em. Thì mình sẽ gáp tiếp nha anh em. Thì mình sẽ vô cái đúp B, hai cái đúp B của 60 thì nó khác nha anh em. Cái lỗ nhỏ này nè. Không biết anh em thấy không à. Anh em thấy hai cái lỗ kế bên không? Ở trên cái đầu này nè, cái lỗ nhỏ lỗ bự. Thì cái lỗ bự á là của cái trái tới nha anh em. Trái tới là nằm phía trước nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi lại luôn. Mình đổi cho nó thành gian nha anh em, chứ không phải là gáp sai nha anh em. Anh em để sọt cho nó vô sâu luôn, cho nó vô tới trong luôn nha anh em. Rồi, lấy hai cái lò xo của nó để vô. Ừ.
anh em xem nó chính xác thì dẫn luôn nha anh em. Còn vô post nữa, vô post thì các anh em nào cứ vô rồi post thì vô sao nha anh em. Thôi cái video này mình xin tạm dừng đây nha anh em. Anh em vô post thì kỹ mấy cái gánh khe này nè. Rồi bây giờ mình sẽ vô post nha nè. Vô post là xong rồi. Cái này cũng không có gì để quay đâu. Mình tạm dừng video ở đây nha anh em.